Sau đây là bài quy chuẩn về lúc vận hành tụ điện của bàn cửa phai. Trước tiên mình xông điện vào thì mình xem ba đèn báo pha sáng và cái đồng hồ báo vôn này, độ vôn và hiển độ vôn và đèn sẽ báo pha xem tức là có mất pha nào không. Và bên này thì sau này lúc chạy động cơ thì nó sẽ hiển dòng, còn bộ đây là bộ đồng hồ đếm vận tốc tốc độ quay của động cơ, đây là bộ đếm vòng quay để mình cài hành trình của van, đây là nút ấn điều khiển, còn đây là nút open phần này là báo hành trình mở hết cánh van của hành trình. Mình cài đặt cánh van là lúc mình mở hết hành trình thì đèn này sẽ sáng, ngược lại là đèn đỏ sẽ đóng hết hành trình. Cài đặt của mình là đóng hết hành trình thì đèn này sẽ sáng. Và đây là cách mình chạy van. Ví dụ van mình đang đang hiện tại là đang vị trí đóng 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 hết thì mình muốn chạy van thì mình sẽ mở van, thì mình sẽ chuyển qua chế độ open và nhấn nút on là van sẽ mở, và ngược lại là lâu là nhấn on sẽ đóng. Và trong quá trình mà mình muốn chạy lên, mà trong quá trình chạy mà không muốn mở hết hành trình thì mình sẽ nhấn nút up, van sẽ ngừng ở vị trí mình mong muốn. Còn sau đây là một số cơ bản ở bên trong tụ để mình chạy vận hành. Đây là con áp tổng của tụ đây là bật lên thì sẽ cấp điện cho các tụ này. Đây là con áp động cơ, đây là áp của điều khiển, đây là báo thuộc chỉ báo pha, và đây là hai con khởi, một con khởi K1 này nó sẽ là chế độ chiều quay lên mở mở van, khởi này hút vào thì nó là chế độ đóng, và đây là con rơ le nhiệt.